Rồi, cái này mình sẽ đắp theo cái màu HE tròn trên cái bàn tay nha. Rồi, sau khi mình lấy cục bột này, lấy cục bột và mình chờ cho nó bóng hoàn toàn lên nha. Cái này thì không có quan sát, khó quan sát qua bên cái điện thoại. Nhưng mà ở ngoài thì mình sẽ lắc thấy là dễ nha. Khi mà cục bột nó bóng lên hoàn toàn có nghĩa là nó sẽ ăn nước, mà nó sẽ ăn nước rồi mình thẳng đặt lên trên cái móng nha. Rồi bắt đầu mình đặt móng này. Đếm 1, 2, 3, thả ha. Di chuyển cho nó nằm sát vào phần cuticle luôn ha. Cho nằm sát vào phần cuticle luôn. Rồi lắc tay sang trái, lắc tay sang phải để cho nó nằm sát vào. Rồi sau khi bắt đầu nằm sát rồi đúng không, mình đứng cây cọ lên. Đặt cây cọ đứng lên để mình đặt cho nó nằm xuống. Và mình muốn tạo cái điểm khơ ngay từ điểm nào thì từ cái điểm đó mình sẽ vút bột xuống ha, kéo bột xuống. Và đối với những cái dòng bột của silem á thì cục bột nó rất là dễ vút nha. Đó, nó rất là dễ và nó rất là dễ vút. Và khi mình đắp theo cái form móng nhỏ á thì mình vút hai bên sai. Dồn bột vào giữa và vút hai bên sai. Bóp vào cái form móng để tạo cho nó có cái độ khơ. Đó, bóp vào cái form móng để khi mình làm xong thì mình không có cần phải giũa nữa nha. Đó là xong một món này, mọi người thấy ngon không? Rồi, qua món thứ hai. Cũng làm y chang như vậy ha. Nhưng mà đối với cái ngón này thì mình sẽ lấy cái cục bột nó bự hơn. Đối với ngón này thì mình sẽ lấy cục bột bự hơn. Và tiếp tục là mình chờ cho cái cục bột này nó bóng lên. Nhớ là khoan đặt lên móng nha. Đó, mình phải chờ cho cái cục bột này nó bóng lên nè. Rồi khi nó bóng lên thì bắt đầu mình đặt bột lên này. Đếm nè, 1, 2, 3, thả. Đứng cái cọ lên. Mình cho cái phần bột này nó nằm sát vào phần cuticle. Cho nó nằm sát vào phần cuticle. Rồi từ cái điểm nào mà mình muốn tạo cho nó có cái điểm khơ đó, từ cái điểm đó mình vuốt bột xuống ha. Rồi bắt đầu vuốt bột xuống đây. Thấy nhanh không? Rất là nhanh ha. Rồi bắt đầu mình sẽ chỉnh lại cái shape cho nó đẹp. Finger. Okay. Rồi. Qua bàn này thì mình sẽ đắp hai ngón là ngón út và ngón nhẵn nha.
như những cái ngón kia thì mình tiếp tục mình chờ chờ cho cái cục bộ này nó bóng lên hẳn nha. Chờ cho nó bóng lên này. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng cái mũi cọ, mình đẩy cục bột vàng lên phần cuticle và hai bên khóe. Đấy không? Rồi, cho nó nằm sát vào ha. Rồi bây giờ mình muốn tạo cái điểm curve ngay từ cái điểm nào, muốn ngay chỗ nào nó có curve thì ngay từ cái điểm đó mình mút bột xuống ha. Cơ ngay từ điểm nào thì bắt đầu từ mình vuốt từ cái điểm đó mình vuốt xuống nha. Và vuốt khi mình vuốt thì mình chỉ cần mình vuốt một hai bên thôi, nó không có vuốt bột giữa nha, không có vuốt ở giữa, tại vì khi mình vuốt bột giữa thì bột nó sẽ tràn ra hai bên sai nó, nên thành ra là mình chỉ cần vuốt bột hai bên sai thôi. Nó lâu lâu mình vuốt bột giữa cho nó vàng đều ra chút xíu, và mình phải control được cái lực vuốt bột của mình ha. Rút qua khỏi đầu ngón, sau đó mình sẽ dùng cái ngón tay này vuốt nó để cho nó có sẵn cái shape cho mình luôn. Tay này thì mình sẽ lấy cái cục bột nó bự hơn chút xíu nha. Mình tiếp tục mình chờ cho cái cục bột mình nó bóng lên này. Thấy không, mọi người thấy nó bóng vào này không? Tiếp tục dùng bôi cọ đẩy bột dần lên phần khóe móng nè, lắc tay sang trái phải này. Đó, cho nó nằm sát vào ha. Không, mọi người thấy cái thao tác của mình làm nó rất là từ tốn nè, nhưng mà một khi mà đã đắp xong rồi thì mình sẽ không có cần phải vuốt xếp nữa. Rồi xong hai ngón này rồi ha, thì bắt đầu mình sẽ đắp qua những ngón ngón này với cái màu đậm hơn. Màu này ha. Rồi màu nào cũng vậy, khi mình lấy bột lên thì tiếp tục mình lại chờ cho nó bóng hẳn lên nha.
vậy nó lên cho nó nằm sát vào phần cuticle luôn. Cố gắng tạo cho nó có cái form sẵn luôn, làm xong một xíu mình không có cần phải giữ cho quá nhiều nha. Critical thôi. Nó về cục bột bây giờ nó rất là chảy, cộng thêm cái thời tiết mùa này nó hơi lạnh. Nên là mình cứ từ tốn thôi, không có vội nha. Mình mà càng vội là càng làm lâu. Đừng có sợ cục bột. Mình là người điều khiển cục bột chứ đừng có để cục bột điều khiển mình ha.
tiếp tục ha, chờ cho cục bột nó bóng lên này. Đối với những cái ngón tay mà nó nhỏ, lúc nào mình thả bột thì mình cũng thả dọc nha. Cục bột thì mình lấy hơi nhiều nên đó là mình sẽ thả nó lên cái ngón tay cái này. Mình chờ hơi nhanh, mình thả lên thì nó hơi bị chảy rồi. Nó hơi chảy rồi nên thành ra là mình bột nó chảy như thế nào thì mình đắp đắp nó lên bao nhiêu lại nha. Dạ, nó hơi bị chảy rồi. Nhớ nha mọi người, rút kinh nghiệm ha. Khi lấy cục bột ra thì mình phải chờ ngồi nó lo chút xíu nha, nhớ là chờ nó lo chút xíu, đừng có để lên liền nha, thấy không? Như cái ngón này mình vừa để lên liền đó là nó chảy nè mọi người, thấy không? Đó, đối với trường hợp mà nó chảy như thế này thì nhớ một điều là đừng có nôn ha. Chảy như thế nào thì mình cứ vuốt bột nó lên, đừng có vuốt nha, đừng có thấy bột nó chảy mà bắt đầu mình vuốt 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 là coi như là bỏ nó đó làm lại đó. Sao bây giờ nó bắt chạy này, nó bắt đầu mình vuốt bột này nha. Vuốt bột là mình chỉ cần vuốt bột hai bên sai, vuốt xuống.
Rồi ngón cuối cùng này, lấy bút bột này, nhớ là chờ ngồi lâu một chút xíu nha. You ready? A little bit. Not bad. Rồi, sau khi xong thì mình chỉ cần mình giũa lại cái phần kia đi cò thôi. Là coi như mình đã hoàn thành xong cái bộ món của mình nhé. Ăn gì thì cái này nó cũng đã có sẵn sếp rồi. Mình không có cần phải giũ lại sếp đâu ha. Còn đó làm sao cho cái phần kia đi cô mà nó được sạch sẽ thôi. À, coi như mình đã hoàn thành xong một món là không cần phải giữ xếp nha chị. Không cần phải giữ xếp này. Sẽ ha không tin
không cần phải rửa sét nha, chỉ cần chạy sạch cái phần silico của cái món này thôi là xong. Mọi người thông cảm là cái đồ này giữa này nó hơi bị bén, nên là khi mình giữa nó sẽ hơi cạn vào tay cắt một chút xíu. Nhưng mà khi mình biết kỹ thuật rồi á, cái lúc mình giữa vào tay cắt á, mình nhớ nương nương một chút xíu. No, I'm still getting my nails done. Oh. Yeah, not till early on the night, but. No, like 6:30. I said 6:30. Là xong rồi ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã có thời gian của mình nha.